Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Simacai, tỉnh Lào Cai cho biết, hôm nay lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy toàn bộ các thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Chảy xảy ra vào sáng ngày 15 tháng 8. Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể bà Đê, sinh năm 1978, cách vị trí lật thuyền khoảng 4 km. Hơn một tiếng sau, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể cháu T, sinh năm 2021, cách vị trí lật thuyền khoảng 6 km. Sau đó, thi thể nạn nhân cuối cùng là cháu Quy, sinh năm 2018, đã được tìm thấy cách hiện trường vụ lật thuyền 7 km. Vị trí tìm thấy các thi thể nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện Cốc Ly, huyện Bắc Hà, xuôi về phía hạ lưu. Thông tin từ chính quyền sở tại cho biết, chiếc thuyền bị nạn không phải là thuyền chở khách, quá trình người dân vượt sông cũng không trang bị áo phao. Khi mới lên thuyền, chưa kịp nổ máy do nước chảy xiết, thuyền bị trôi vào vùng nước xoáy, bị lật thuyền và mất tích.